cảm ơn chú giả, chúc mừng chú giả nhiều sức khỏe. Hồi hôm qua con ghẹo sữa là món quà của chú Endo mà thật ra là cái tả. Cái em khóc hôm nay con sẽ mua món quà mới cho sữa, sẵn tiện con mới đi học về. Giờ con lựa cho em cái em hôm qua em nói là em cần áo hoặc quần á hoặc giày. Đây, na chào bà cô chú con. Đó. Cho nên hôm qua em khóc á, cha với con ghẹo em á, cũng nhiều bà cô chú anh chị cũng xót ruột, cũng thương em á. Cho nên thôi giờ mình coi như mình bù đắp cho em đi ha. Mình coi cái áo nào cỡ vừa em á, mình đẹp á, rồi mình nhờ cô lấy cái size mình mua về mình gói quà luôn mình tặng cho em luôn. Coi kiểu đi, coi mẫu đi rồi nhờ cô lấy size. Kiểu nào? Thấy kiểu nào đẹp? Còn áo thun cũng được hả? Đi, bên nhờ chị Na tư vấn cho. Em mua đồ đây, em mặc mấy lần rồi em cũng thích lắm. Nó thun hở bụng hả? Ừ, mà sữa mặc vô có thể là không hở bụng. Hở bụng cũng được mà, nó thun hở bụng cũng đẹp. Dạng này được nè, mấy cái dạng này là dễ nè, nè. Sẽ rộng rộng cho em. Giờ con sẽ chọn một cái cho trà sữa. Rồi Na có mua không thì Na mua nha. Na có mua cho Na thì Na mua. Còn anh Hai đây đâu có đồ nam ha. Kêu cô bên kia. À, anh Hai có mua cho anh Hai thì anh Hai mua nha. Rồi Hai mua cho em thôi ha. Biết cho sữa nào không? Cái áo đó là hẳn mấy tuổi mặc em. Dạ có bé. Không, bé nhà nhỏ xíu à. Bé nhà nhỏ hơn xíu. Bé nhà 5 tuổi. 5 tuổi. Tới dai bé này, 5 tuổi. Chị vừa hả? Kê sữa cao mà. Trời cao quá vậy. Chứ sao, sữa cao mà. Trời, mới lớp trời mà sao. Ừ, lớp trời tao cao. Không gần bằng đứa lớp 3. Ừ, cao gần bằng lớp 3 luôn mà. Em nó bự. Đâu lấy kiểu rồi cho coi cái mà coi cái cỡ coi vừa không? Cho nhắm chừng là vừa hả? Nó được đó, cái đó được đó. À, cái này nó xinh đó. Cho sữa nè. Ờ. Cái áo đó về dễ mặc, có rộng xíu cũng được. Dạ, cái áo đó thì cũng dễ mặc. Ờ. Chứ mà mấy cái áo váy đồ cực lắm. Mình mua dạng áo đó đi. Rồi anh Hai lựa em đi con. Đừng mua áo tay dài. Áo màu trắng cũng đẹp nữa nè con. Nè. Áo màu trắng cũng đẹp á. Ồ, màu hồng luôn anh. Hả? Ủa, cho sữa này đi. Đâu, nào anh Hai? Thích cái nào đi lấy cái đó nào. Ờ, lấy đi. Nó không muốn gì. Em đi. Trà sữa. Lấy cho em 2-3 cái gì đi. Tội nghiệp em hôm qua em. Ê, có dầu kìa. Hả? Có dầu nè. Ờ, cưng á. Anh Hai lựa đi. Sữa thích cái này. Ờ. Lát mình cũng về mình đóng quà luôn. Mình giả bộ quà của chú Lô gửi về ha. Gửi cho chị đi, để chị lấy. Hai cái hả? Từ từ, con tìm cái cho con. Ờ na tìm cái đi. Tôi có sẵn con lấy cho chị Hai con cái đi đi chị Hai về chị Hai không có chị Hai buồn á. Con biết tính chị Hai thích màu đen. Dạ. Em. To một tí. Anh Hai không lấy đồ anh Hai hả? Hôm qua Hai cho con mình ghẹo em thấy mắc cười quá mà nhiều mà cô chú anh chị thương em á. Cho nên cũng chắc là cũng buồn cha với con á. Cha với con bày trò ghẹo em á. Thôi con xin lỗi mà cô chú ơi, mốt con không ghẹo em gì nữa. Được, nhưng mà tại là do cha bày đầu. Sợ ông bà cô chú sợ ghẹo em vậy mốt em bị ám ảnh á. Nhưng không sao, dạ sửa đừng cái là thấp một xíu vậy thôi chứ quên à. Dạ không có buồn. Vui vẻ vui tươi lắm mà cô chú anh chị. Anh hai thương em chưa không mà cô chú anh chị. Đó. Cái này là anh Hai đề nghị với Khương Dừa luôn đó. Khương Dừa thấy hay quá. Khương Dừa nói rồi thôi để cha chở con đi
mua đồ. Hai mới đi học về em ha. Mai cái này thôi. Bữa con thấy đẹp thì con mượn mua cho em tấm con chọn cho em thì em vui mà. Khoan. Hai đi học về anh hai nói với cha chơi hôm qua mình ghẹo em với sáng anh hai coi lại clip anh hai nói thấy tội nghiệp anh hai quá em quá cho nên hai nói đi hay là mình đi mua đồ cho em đi tại hôm qua đưa cô đi hôm qua em cũng có nói là chỉ thích đồ thôi được chưa na được chưa được nào chưa con đang không chọn na với mụi được hưởng sấy ha hai bạn được hưởng sấy ha thích không không vậy giờ là lát con mua xong rồi con thôi con cất con đi còn gói đồ của em thôi rồi của em mấy cái rồi ta mấy cái rồi không con bốn cái dạ con mua cho làm với quy nữa được mua 5 quy luôn hả con biết sai của hai con biết không biết vậy con bố con mua cho em luôn đi giỏi có mấy đứa em thì mua cho nó luôn đi để đứa có đứa không chào cô chú nhỏ chúc mừng cô chú nhỏ sức khỏe bây giờ con đã lựa quà cho sữa xong rồi bây giờ sẽ đem vô tặng sữa rồi sữa có bất ngờ nha cô chú rồi nhanh vô sữa trong đây nè con sữa ơi sữa có nhà không sữa ơi có sữa nhà không chào ông bà cô chú đi con sữa chào ông bà cô chú đi khoanh tay đàng hoàng xong vui vậy rồi lại đây nè lâm chào ông bà cô chú ơi tôi chào ông bà cô chú ơi xin lỗi sữa anh hai cho lại chú sao vậy hả sao vậy hả sao vậy thôi quà hả chơi vậy quà xong đi quà đi thôi bữa nay có quà của chú đâu gửi cho con nè chú số gửi xin lỗi chú gửi xin lỗi chú gửi xin lỗi á nè đánh ra đi nè hôm nay có chú đô tặng hả có chú đô tặng gói quà cho con kìa ngồi xuống đi qua đây ngồi đi chú đô đá banh á con đây gỡ quà cho sủa luôn á giỡn hoài đây đây không có chú đô gỡ quà cho con lại kìa hôm qua là chú đô thấy con khóc á chú Rondo thấy con khóc á rồi chú Rondo nói trời ơi chú Rondo đâu có biết đâu bữa nay sữa lớn quá rồi mà chú Rondo đâu biết đâu gửi tả cho sữa thì sữa gửi tả cho mi với lại ốc tiêu xài rồi chứ sữa lớn rồi sữa đâu xài tả đúng không con cũng lớn hả đúng không đâu có xài tả đâu rồi ốc tiêu xài tả ha không hay là cho mi hai bịch luôn đi mi cho hai mi bịch hai bịch luôn ha quay đây nè cầu thủ đó anh đúng rồi chú Nando Ronaldo gửi quà cho chị sữa luôn á được không đúng rồi nổi tiếng thế giới luôn á hủ vậy chứ con chú Messi nữa chú Messi sẽ gửi sao chú Messi sẽ gửi sao mốt tới ngày 1 tháng 6 là chú Messi sẽ gửi cho tụi con đúng rồi ngày vừa tới gì á rồi sữa rồi chuẩn bị nè sữa gửi quà nè thôi này này cô này cô Nando gửi quà thiệt nè nè cảm ơn chú Nando trước khoanh tay cảm ơn đồng quan cảm ơn chú lên đồ mà đây này sao hả à? Vui không con vui không nói con vui đi rồi chú mới nay nay con nói đàng hoàng này hôm qua là sao con khóc tại chú gỡ tả chứ bộ thì hôm qua con khóc rồi con có xin lỗi cho chú chưa thành từ chú. Rồi bữa nay chú gửi nữa là con vui không thì vui vui con gửi là chúc mừng sức khỏe cho chú đi cho chú sức khỏe rồi con có trở thành là fan của chú không Rolando. Rồi nói gì quay qua kính mắt chú em. Rồi từ từ. Biết rồi. Từ từ. Từ từ nào qua đây con. Nào qua đây con. Nè trời ơi hạnh phúc quá con được chú Rolando tặng quà luôn á. Rồi con mốt con tặng gì cho chú Rolando không? Chú Rolando. Chú không biết rồi. Kẹo hả? Rồi tôi qua đây con. Chú Rolando hay xui. Xui vậy chú Rolando làm vậy hả? Rồi nè. Rồi nè, xin sữa gửi đi, rồi để sữa gửi đi này. Để sữa tự gửi đi con, quà món quà của sữa mà, ha. Rồi. Cái gì vậy? Nè, đổi quà nè. Rồi lấy cái thùng. Nè. Lấy cái thùng. Sao? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi.
từ từ để sữa mở, để sữa mở nè. Ông Tiêu qua đây con. Ông Tiêu qua đây, ông Tiêu qua đây con. Ông Tiêu qua đây, ông Tiêu qua đây nghe nè. Nè qua chú chị sữa nè. Đó, để chị sữa gỡ nha. Cần phụ cho phụ không? Dạ. Rồi mà lấy cái viết mình cha đi anh hai. Hai con đóng này món quà gì? Để đây cho mở cho, đi con mở cho. Không. Con ngồi xuống đây, con ngồi xuống. Con ngồi xuống đàng hoàng. À. Con biết. Để cho mở cho em cho. Rồi rồi, có nàng vậy anh hai mở giùm em đi. Theo con là cái gì? Áo. Chắc không? Chắc. Qua đây ngồi đi, xích đây, xích đây, xích đây ngồi. Xích đây ngồi. Ủa, ủa, ủa. Ủa. Nhưng mà lỡ nó nghe nè, lỡ chú có cảm tả đừng có khóc nhé. Cười giống tươi cười nó có gì cảm ơn chú. Dẫn con đi nha. Nghe không? Nghe không? Nghe không con? Từ từ, từ từ xé ra. Hồi hộp quá. Cha mở gì vậy? Mở gì vậy em? Mở được rồi. Bởi con sẽ gì? Dạ này xíu nữa con. Hồi hộp quá không biết ông quà gì đây. Hai quà em hả? Không một. Hồi hộp quá. Sáu quà cho sáu gì? Em. Hồi nãy hình như là nghe nói quà con không hào hứng lắm hả? Con không vui hả? Con không vui lắm phải không? Hả? Chứ sao? Hai từ từ từ. Sao con nói thấy sao? Con nói cho nghe đây. Hồi nãy thấy quà con lãng lãng đi, con đi rồi con lợi giỏng con nằm làm sao? Lúc đó là sao? Hả? Làm gì có vô lắm. Vậy thì thôi con xin lỗi bà cô chú tại vì là con Nhật Lâm gì đó vô. Con quay clip mà con lê lê, con xin lỗi bà cô chú đi. Xin lỗi bà cô chú đi. Ờ nè để đây em lấy ra, để em lấy ra quà của em, để em lấy ra quà, lấy ra, lấy ra không chịu lấy ra hả? Quà gì vậy? Quần áo. Cảm ơn chú, thanh tay cảm ơn chú. Ừ, cái bên này chú. Bên này quanh tay, quanh tay, cảm ơn chú đàng hoàng. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Sữa mẹ con nè. Nhiều lắm á. Nhiều lắm á nè. Sữa nè. Cảm ơn chú đàng hoàng. Thế bà nội cho. Trà sữa. Trà sữa. Trà sữa nè nè. Trà sữa. Nè. Rồi, hình như có gửi cho chị Na với chị Mụn nữa nè. Có chở cho chị An với chị Mụn nữa nè. Ồ, con nè. Đẹp quá. Con nè, chị Na cảm ơn chủ Ando chưa? Ờ, ngồi xuống. Con cảm ơn chú Ronaldo. Trời ơi, còn gửi hai ai nữa nè. Ủa, sữa đẹp quá ta. Đồ nem. Đồ nem. Ủa, đồ nem đó hả? Ông Tiêu đâu? Làm ơi kêu Tiêu. Kêu Tiêu, đồ nè. Đồ quá. Ủa, vậy đồ là quá nem nè. Nhỏ luôn rồi. Sao luôn á. Rồi. Để con lấy ra con coi. Ôi. Xài. Trời ơi. Vui chưa? Rồi, của sữa đẹp nhất luôn nè. Của sữa đẹp nhất luôn nè. Xíu mà mai mặt cái dâu đi là học cái ăn đâu con thử cầm vô thử coi. Cầm vô thử coi. Đây cho thằng cầm vô thử coi. Hoặc là ra lại đó kêu nội thay áo cho. Gà gà sáo được kêu nội thay chứ. Cầm vô luôn hả? Trời ơi. Đẹp không? Ôi chú Gondo hay quá ta. Sao chú Gondo biết mà mua thích sữa hết dâu. Từ từ. Ông Tiêu đây. Bỏ mấy bỏ đưa bỏ cái kia ra. Bỏ kia ra anh hai đưa à. Kéo. Áo nhỏ nè. Hay quá. Từ từ. Quần nhỏ, gấu dâu. Gấu dâu hả? Hai bộ đó là. Ờ gấu dâu đẹp quá. Có là fan. Cái quần dài. Ờ con này, gấu dâu hả? Quần hai con bộ đó là fan của chú Gondo không? Sao? Cái này. Sao? Của anh hai luôn. Hôm qua gấu dâu đẹp. Hôm qua chú tặng cái tả này, chú tặng áo nè. Từ từ. Cảm ơn chú cho. Cái này quần dài ốc Tiêu nè. Chúng ta cảm ơn chú đi. Trời ơi. Cái áo của ốc Tiêu nè. Để bữa sau chú rồi mà xây tặng ha. Chắc đồ này của Lâm nè. Chú xây tặng quà. Vậy con. Lâm, con nói chú Messi đi. Lâm, nói có được gặp anh hai. Ô, yeah. Hả? Nói chú. Ô, tôi cũng có được gặp. Ông Lâm cũng có được gặp như này, yeah. À, có biết đâu? Đúng rồi, chú qua đây rồi, đâu biết được rồi. Đúng rồi. Ê, mở rồi. Kéo này của ai đây? Để cho mở cho, để cho mở cho, để cho mở cho. Tiêu. Chú Gondo phải chú Messi phải tặng áo cho ông đâu? Không. Biết sai là thứ bảy. Anh hai có đồ cặp với một bộ đồ cặp với ốc Tiêu. Đâu đồ ốc Tiêu đâu? Đó. Rồi, ốc Tiêu cảm ơn. Cảm ơn chú Lương Đô chưa? Chú Lương Đô cà khổ. Rồi, cảm ơn chú Lương Đô chưa? Cảm ơn chú Lương Đô. Ốc Tiêu. Ốc Tiêu. Lại đây.
Dạ cảm ơn. Trời ơi hạnh phúc quá. Đây, đây là rồi, số cảm ơn cho một chú món, nha. Một đồ. Trời. Không, à. Không phải chứ, đúng rồi, cũng tiêu á. Cái đó là mai một, có mặc áo một, hả? Một đôi. Áo con dâu. Em. Cũng là một đôi. Ông tiêu có ba đôi. Lát, đưa mẹ. Chia ra, hiểu không? Cảm ơn chưa? Của Lâm. Con thích túi dâu này hả? Phải biết nãy rồi, kiếm vô mua nhiều tới này tặng con ha. Ha. Chia. Rồi, nay công cha đi Lâm. Đem quà cho nữa, cảm ơn cha đi không cha đi. Của Lâm một cha. Một đôi. Ủa đồ của Lâm đâu? Không. Mẹ. Sao Lâm không bỏ vậy ta? Không gì kỳ đó. Không. Tự ngon. À, hả? Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi đưa mặt cho không cái rồi. Cái bộ này của Lâm cặp với Tiêu. Đâu mặt đâu? Hai anh em cặp. Đưa mặt lại để ông bảo chị không mặt nào để đây. Không cái nào, không mặt nào, không má nào bên đâu. Không bên đâu. Hôm nay hả? Rồi. Đâu nữa? Đâu nữa? Lâm. Nè, nó bộ, nào bộ. Mà có điều cái áo của hai đứa hơi khác nhau nha. Hả? Áo của Lâm màu trắng, áo của Tiêu đen. Ở đây. Ê, áo của Lâm màu trắng nè. Áo của Tiêu đen. Có buồn không? Mà giống chữ là được rồi nha. Tham gia không ngủ hết kìa. Ôi, sáng có một cô thương con á. Cầm cái cô gọi tới. Xếp vô. Xếp. Xếp hai nó được. Cha không có được ghẹo trà sữa gì nữa đó. Trà sữa. Trà sữa sữa buồn á. Trà sữa bị ảnh hưởng tâm lý á. Xếp vô Tiêu. Xin lỗi nha. Hai chú con đôi xin lỗi con nha. Ha, bố không ghẹo gì nữa nha. Ốc Tiêu, để bà nội xếp. Con ơi, con ơi. Đừng sợ. Dạ vui đẹp. Con thích chấp chấp này hả? Con. Cái đó vui đó. Ngoài mốt chú lên đưa tặng cái áo Elsa kia đó ông cho con. Con thích áo Elsa hả? Ừ, con thích áo Elsa phát sáng giống quỳ. Giờ này nói gì nói sẵn nói với ngồi vậy nè. Chú lên được, nhớ làm một cái áo phát sáng. Ơ hình Elsa cho con, hình công chúa bằng á, giống quỳ được không? Rồi, rồi chú nói chú Messi luôn. Chú Messi cũng phải mua cái sĩ ba là men cho anh hai luôn nha. Rồi còn cho con ai nữa không? Nhắn cái chú Ronaldo có mua gì thêm cho con không? Dạ em có mua tã nữa không? Dạ không vậy. Mua đồ kia đâu? Không xài nữa không? Dạ. Đúng, đúng không? Dạ đúng. Rồi thôi ok rồi thôi nhận quà được. Ủa anh hai lấy, anh hai lấy. Cảm ơn chú Ronaldo rồi mình. Anh hai lấy xin lỗi lắm. Chào tạm biệt nè. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt chú Ronaldo và cậu đá bành. Quên tay đàng hoàng. Ok đây này. Ấm mất tiêu đi rồi đây. Đâu? Dạ. Đem đồ mất tiêu lại đây. Bà nội. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi anh hai. Anh hai chào tạm biệt con ơi. Dạ tạm biệt một con chú. Dạ rồi cảm ơn quý bà con. Biết rồi, biết rồi. Tạm biệt chú Ronaldo. Không, không nè. Không. Không. Sao con? Không. Không. Phải nói nha, chú Ronaldo và về nha, chú chú Ronaldo và về sức khỏe gì nha. Tao lao vậy? Sao thì kỳ vậy? Hả? Chào kỳ vậy? Tao thích chào vậy. Thích chào kỳ vậy? Ai chào kỳ vậy? Chào vậy em vui thêm nè, tạm biệt chú Ronaldo ba nha, nha chú Ronaldo ba hãy nghỉ sức khỏe. Rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi chú Messi số 10. Hả? Messi số. Chú Ronaldo là số 7, còn chú Messi là số 10. Hai chú đó đã bành thầy ha. Xuất sắc luôn. Thế muốn trở thành cầu thủ đá banh. Ok đem về. Dạ muốn con đá một sức bay lên bầu trời bể trái đất luôn. Ghê vậy. Mạnh như vậy. Mạnh như vậy. Ronaldo còn mạnh hơn Messi. Rồi, không ha. Rồi với ông ngoài ngoài hành tinh đến chụp hình chứ không rồi. Cái bóng nó gớt xuống cái cà thủ của mình luôn á, cái thùng quần đá banh nữa, cái thùng quần bể thêm một mét nữa. Tưởng tượng quá ha, bà tưởng tượng ha. Hồi nãy không đọc cái thư của chú Ronaldo gửi. Ủa đọc nữa, đúng. Đâu rồi, có thư chú Ronaldo gửi đâu rồi nè. Nè, đây đây, chú Hương chú Ronaldo đỡ nè. Nhìn đây con đọc. Đọc đồng hoàng. Chú gửi đồng hoàng, đọc đồng hoàng. Đọc coi. Đọc không? Đọc thư. Bỏ chuyên đoàn coi. Đọc cái gì mà đọc thư của chú Ronaldo đỡ đây. Đọc cái đây. Gì mà cái gì, gì mà có chữ đây không? Rồi đọc đọc đây, đọc đây cho chú biết kìa. Hả? Đọc chú Ronaldo tặng quà cho bé trà sữa. Bé trà sữa có thích không? Bé chú xin lỗi. Chú đọc bơi cũng nè. Ông bà chú em bơi cũng hay đá banh. Em bơi
gói cái cục hết cho con. Có quảng cáo nữa. Ờ con, con. Sao sữa, sữa nói đi, nó đọc tiếp đi sữa. Sữa đọc tiếp đi. Chú Rondo gửi cho trà sữa một bịch héo rất đẹp, hình dấu dâu. Chú xin lỗi vì đã gửi tả cho con, cô chú không biết. Chú gửi nhầm, chú đã lấy nhầm, cháu đã mua nhầm nên chú đã tưởng con đã mặc tả cô. Chú không coi lên clip là con đã lớn rồi, con không mặc tả mà. Chú đã gửi tả, hôm nay chú sẽ không gửi tả nữa. Chú Linh được xin lỗi con. Gửi gì nữa? Còn nữa mà. Chú Linh được sẽ không mua tả nữa. Và chú Linh được mua đồ rất đẹp cho bé trà sữa. Bé trà sữa cảm ơn chú Linh đồ cà thủ của đá bóng. Về chú Linh được mua nhầm, lấy nhầm, gửi nhầm nên chú Linh đồ không biết. Chú Linh đâu không coi đi, trà sữa đã lớn rồi nên chú Linh đồ đã mua nhầm đồ. Chú Linh đồ không biết nên chú Linh đồ đã mua nhầm rồi. Xong. Còn gì nữa không? Có chút cái gì không? Có chút trà sữa gì không? Rồi có chút trà sữa gì không? Vui vẻ. Xin chú xin lỗi bé trà sữa, chú sẽ không làm vậy nữa đâu. Hết. Hết rồi hả? Có ký tên không? Ký tên không? Coi kỹ lại coi. Cái gì nữa? À, để con ký tên cho chú. Ký tên hả? Ký tên đi. Để viết ký tên vô đi, gửi lại thư lại cho chú. Viết nè, viết nè. Viết nè. Ký tên rồi viết rồi gửi lại cho chú nữa nha con. Rồi ngồi đi viết đi. Rồi ngồi viết đây nè cho chú vô thấy. Không biết viết. Thì con viết đi, con viết theo con suy nghĩ sao con viết đi, con viết gửi lại cho okay. Chú. Ok. Viết đi, dở dở viết đi, hay quá ta. Con vừa viết con vừa đọc ra cái ý của con để gửi cho chú làm sao. Con phải vừa viết vừa đọc ra. Vừa đọc chữ ra. Đi coi, đi coi, đi coi. Vô đám đô. Vô đám đô. Vô đám đô. Chế hình đó. Qua đi coi. Rồi viết đi, rồi viết vừa đọc. Vừa viết vừa đọc ra. Con viết gì con đọc đi. Sao con không đọc? Hả? Con viết không phải đọc chứ. Viết sai rồi. Rồi con đọc đi, con viết gì con đọc đi. Không biết viết, con viết sai rồi sao viết. Rồi, viết sai chưa biết viết phải không? Lớp lớp 1 mới học biết viết không? Rồi. Con viết làm sao đây? Rồi viết đi. 1 2 Rồi viết với 1, 2 luôn ta. 3, 2 ta. 4 luôn, hay ta. Ồ số 5 luôn, hay á. Không biết gì chứ. Chú biết 6 rồi. Ồ số 6 luôn kìa, giỏi quá. Chú mấy chú B hả? Ồ biết viết chữ kìa, hay quá ta ơi. Giỏi quá ta, rồi con viết đi, con gửi cho chú đi. Rồi. Rồi thôi gắt rồi. Không. Đâu nó bị gắt không? Viết số gì ạ? Giờ số 1. Số 1 hả? Rồi tên số mấy nữa? Con viết được số rồi hả? Đẹp bút đánh dấu còn. À. Cho nó số mấy? À, số 3. Số 4. Hay quá tơi. Số 5. Số 5 viết ngược rồi. Rồi số 5 cũng đẹp, được rồi. Số mấy nữa? Số 6. Dạ số 6. Dạ số 6. Rồi tới số mấy nữa? Sao viết chữ B vậy? Trời ngất. Thôi đừng có qua, còn đừng có làm vậy nữa, ốc tiêu nha con. Giỏi. Giỏi. Đùa gì mòn, đùa gì mòn. Chút, chút bắt bì bồ ngay luôn. Rồi xong chưa? Xin. Hả? Dạ chưa. Rồi viết chữ kỹ rồi, để mốt viết tiếp nha. Giờ chào tạm biệt bà con chú nha. Không chưa, để viết mấy chị nè. À.
Rồi thôi rồi chào. À chú không chịu chào tạm biệt mà cô chú hả? Chào tạm biệt chú đô đi. Rồi cha dạy con biết ha. Cái. Ừ. Rồi. Gì vậy? Làm gì chi vậy? Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video mà chú Rondo đã tặng quà cho trà sữa nha. Trà sữa cảm ơn chú Rondo rất là nhiều. Trà sữa đã hết khóc rồi, hết buồn rồi. Chú Rondo đã cũng đã viết thư xin lỗi trà sữa rồi. Trà sữa rất là vui thôi. Trà sữa chào tạm biệt chú Rondo con. Tạm biệt chú Lola Lô chú Bobby Bùi nha nhớ. Chào tạm biệt bà cô chú luôn. Tạm biệt chú Bù Chị Chú Chà Chị Đàng Hoàng, tạm biệt bà chú Đàng Hoàng. Tạm biệt bà chú. Kính chúc các bạn chú nhiều sức khỏe nha. Chào Tân Quang. Chào tạm biệt chú Tân Quang. Không có nhây. Dạ cảm ơn nhiều ạ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.